Ui dồi, Cam với mua nhà Sơn Hằng nó cầm cho mười mấy cân kia. Mới cầm hôm qua mười mấy cân Cam V2 kia. Xong thì cơ bản con bé này tranh chiếc em ngâm đầy, nhưng con bé này thuốc nó không uống, uống thì đã lên quyền mua thuốc. Hai đứa chị nữa thì lại nhàn. Con này nó lại không uống thuốc cơ. Mật ong cũng không uống. Mẹ lắm. Chỉ đốt tiền của bố nó thôi. Phát đi tiêm là độc tiền thuốc tiêm đã mất 130 rồi, chứ nói tiền dầu của bố từ đây xuống lục lạm đi về nhẹ nhàng cũng mất bố gần 100 nữa rồi. Hai đứa em lớn thì đều dùng thuốc anh Quyền hết, kể cả bây giờ em không tiếc cái tiền thuốc ấy đâu, nhưng mà cơ bản là nó lại không dùng được, nó không uống. Cái cơ bản nhất là nó không uống. Chứ còn anh bảo lần nào xuống mà nhàn em cũng phải hết cả đi cả về 5 lần tiêm, 4 lần tiêm thì anh hết bao tiền. Anh Quyền có lặng chỉ 400 nghìn thôi. Nhưng mà chú có mua quen lâu lâu rồi lại giảm xuống 200 thôi. Không, em mua anh Quyền lần nào có ấy lắm thì anh cũng lấy 350. Đấy anh chắc người nhà. Anh người nhà, yên nhà. Chứ bọn em là vẫn cứ phải 3 lít 3, phát là nhẹ nhất là phải 3 lít 3. Ngày xưa của anh ấy, bán nghe phải 500, người ta cho, đưa ta 200. Nhưng bây giờ là trong vườn cho mình bán một cho rồi. Giờ là cho không rồi phải không? Bình thoảng thôi. Thì con thì mình cũng thì thoảng mới ốm, thì ốm liên tục chứ mà chết. Hơn 1 năm cũng phải, nhà anh cũng phải mua nhiều bác ấy, phải 3-4 vận đấy. Cả hai đứa. Con nhà em với con bé ọt đấy, cứ 1 năm nó cứ đi xuống bà nhàn khoảng 10 lần. nó hay bị lại, nó yếu không? Anh ngày xưa cháu ấy cứ thỉnh thoảng năm nào phải đi viện, nhưng mà bây giờ mình chớm một tí phát là mình